Có những nền tảng gì để bán? Thứ nhất là chúng ta có profile, tức là nick Facebook cá nhân. Chúng ta có fanpage, chúng ta có quảng cáo, chúng ta có group, tức là các hội nhóm. Chúng ta có các cái tools, tức là các công cụ hỗ trợ. Rất nhiều công cụ tăng mắt xem, công cụ chatbot, công cụ quản lý tin nhắn, công cụ kết bạn, công cụ hủy kết bạn, công cụ quản lý chiến dịch quảng cáo, công cụ hỗ trợ hình ảnh, vân vân. Và marketplace, marketplace là một cái ứng dụng, mà có ở trên Facebook để giống như là đang giao vặt, giống như đang giao vặt. Và Messenger là tin nhắn Messenger. Cuối cùng là livestream trên Facebook. Đây là 8 cái nền tảng. Đây là 8 cái nền tảng mà anh Hùng có thể khai thác để quảng cáo, để bán hàng, để tìm kiếm khách hàng ở trên Facebook. Và chúng ta sử dụng toàn bộ, chúng ta chúng ta sử dụng toàn bộ cái nền tảng này cho cái việc bán hàng của chúng ta. Ok. Một số những cái thống kê về Facebook để anh Hùng nắm được như là nhóm tuổi trung niên và người già đang chơi Facebook tăng cao. Đấy, cho nên là chạy mà bán, ví dụ như sau này mình có thể chạy bán những cái sản phẩm xương khớp hay là những cái sản phẩm mà phòng khám đa khoa thì nhóm đối tượng này họ cũng rất là ok. Đấy. Tại Việt Nam theo thống kê như mình vừa nói thì là có 86 triệu tài khoản. Nhưng trong slide thì có 70 triệu, tức là họ đã tăng rất nhanh rồi. Slide này làm hồi Tết đến giờ là 6 tháng nó đã tăng lên rất nhanh rồi. Phần doanh thu của Facebook đến từ quảng cáo trên nền tảng di động. Tại Việt Nam thì cứ 4 bài đăng trên bảng tin di động thì sẽ có một bài quảng cáo và tập trung cho di động. Và quảng cáo của Facebook năm 2021 đã tăng, đã đắt hơn 2010, đâu đó khoảng 10 lần, thậm chí là 100 lần. Rất là đắt, 100 lần. Và giá thầu bình quân bây giờ hiện nay trên thế giới là 1,8 đô một click. Và chi phí CPM bình quân là khoảng từ 80 đến 120 nghìn. Cái này là cái gì anh Hùng? Cái này là anh Hùng phải biết, bởi vì nó sẽ nói được là nó đắt hay rẻ. Một click mất 1,8 đô thì tính ra mất xử nó ba mấy nghìn rồi. Thế mà độ 10 click mà mình không có được một khách thì là mình chết, chết ngóm. Hiểu không? Giá thầu thì khoảng 100.000 một một CPM, một CPM thì nó tương đương với 1.000 lượt hiển thị. Một nghìn lượt hiển thị thì nó sẽ có thể tiếp cận được 1.000 lượt hiển thị, nhưng mà cái tỷ lệ nhấp nó chỉ 3% thôi. Tỷ lệ nhấp là 3%, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình cứ chi ra 100.000 thì mình được 1.000 lượt hiển thị. Trong 1.000 lượt hiển thị đấy mình tỷ lệ nhấp vào độ 5% thì mình được 50 lượt nhấp. Mà 50 lượt nhấp thì mình đã mất 100.000, thì mình tính ra một lượt nhấp nó khoảng 200 đồng một tương tác, 300 đồng một tương tác, rất là phổ biến. Mà tương tác đấy không không phải là đã là đơn, không phải là đơn. Rồi. Rồi những cái thuật toán của Facebook thì thôi bỏ qua. Cái câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để tăng được tương tác nhiều hơn cho Facebook của cá nhân, cho fanpage bây giờ.
Thế thì đây là những cái gợi ý. Thứ nhất là chúng ta phải tương tác lẫn nhau, phải viết nội dung có nhiều cái tương tác tốt và có những nội dung thu hút được người dùng. Phải chọn cái khung giờ vàng để mà đăng, sáng, trưa, chiều, tối. Đấy, trong một tuần thì thứ ba, thứ năm và chủ nhật thì rất là tuyệt vời. Các bài đăng thì mình cố gắng hạn chế những bài đăng mà bị báo cáo vi phạm chính sách cộng đồng, nội dung thì ăn cắp bản quyền, các nội dung nhảm nhí có giá trị, nội dung có tính xúc phạm vân vân, thông tin sai lệch, thông tin liên quan đến sức khỏe và phương pháp điều trị. Thì tất cả những cái nội dung như này thì dễ bị xóa, bị khóa hoặc là bị hạn chế đăng. Mà khi mình đăng bài viết hoặc hình ảnh hoặc video link có bản quyền, có nguồn gốc chất lượng cho người xem và cố gắng không vi phạm vào cái yếu tố bản quyền nhé. Không vi phạm cái yếu tố bản quyền. Ví dụ mình lấy nhạc, lấy ảnh, lấy nhạc phim hoặc là lấy một cái đoạn nào đấy của người ta thì rất là dễ có khi bị vấn đề là một ngày đẹp trời chúng ta sẽ bị xóa cái tài khoản như vậy. Khi mà đăng bài trên Facebook hoặc fanpage thì phải đăng thường xuyên liên tục nhá, đăng thường xuyên liên tục đấy, chứ không phải là cái thỉnh thoảng mới đăng hay cả tháng mới đăng. Và phát triển group, sau này nha anh Hùng nhé, anh Hùng nên có một cái group Facebook cho nhà thuốc, cũng có một cái group cho phòng khám, cứ khách đi khám phát là nhân sale. Phòng khám Quang Vinh, mình lập ra cái nick đấy, mình kết bạn xong mình nhét vào group. Mình nhét vào group. Thế mình nhét vào group để làm gì? Để mình chăm sóc, đúng không? Để mình chăm sóc nó sẽ không bị mất khách hàng. Nó không bị mất khách hàng. Tiếp tục. Với những cái nội dung bán hàng thì mình phải đăng vào marketplace. Marketplace là cái gì thì ta cũng sẽ hướng dẫn luôn, đăng luôn. Viết bài khéo léo, xây dựng thương hiệu, vân vân. Để làm gì? Thế thì viết xây dựng thương hiệu để mà mình duy trì cái sự trung thành, duy trì cái mức độ ảnh hưởng của thương hiệu đối với doanh nghiệp. Ví dụ như là cái nhà thuốc Quang Vinh ấy, thì lúc nào anh nằm biển ấy, sau khi xong xuôi anh nằm biển ấy, thì anh phải có một cái từ since, tiếng Việt nó gọi là từ khi ấy, từ năm 1900 bao nhiêu đấy, để thể hiện là mình có 20 năm thương hiệu. Cái logo đấy mà anh, nếu mà anh chốt thì anh bảo mình, anh Hùng bảo mình để mình thiết kế cho anh đo cái anh đo cái biển của cái cửa hàng là bao nhiêu mét nhân bao nhiêu mét thì mình thiết kế file luôn, anh chỉ việc bấm đi in thôi. Sau khi anh bảo hộ sở hữu trí tuệ xong, anh bấm đi in làm lại cùng luôn. Các nội dung thì anh cần phải tối ưu cho bản mobile, tức là di động đấy. Di động nha. Bản mobile ở đây thì nó gồm có là ảnh dọc này, video dọc này, web tải nhanh. Vì ngày nay chúng ta sử dụng di động rất nhiều. Và video dọc thì có lượng xem cao hơn video ngang. Và người ta xem video trên Facebook trong môi trường không tiếng động. Vì vậy chúng ta nên làm video thì chúng ta phải bắn sắp cái gọi phụ đề.
Nhân viên mà làm video làm ảnh phải biết bắn sub vào đấy, bắn tag vào đấy. Tỷ lệ người xem livestream cao gấp 4 lần so với video thông thường. Thế thì ví dụ sau này mình bắt đầu mình đi vào hoạt động thì cái đội truyền thông hay là đội marketing trong phòng khám họ sẽ phải thường xuyên livestream khách hàng đang thăm khám. Đấy. Tất nhiên là mình sẽ phải hỏi ý kiến khách hàng, hoặc là trong trường hợp cần thiết thì họ có thể đeo khẩu trang. Đấy, mình sẽ livestream một chút cái quá trình bác sĩ thăm khám để mình làm thương hiệu, để mình hút khách, những khách tiếp theo, những khách chưa tới. Tất cả các bệnh viện, các spa bây giờ họ đều sử dụng phương pháp livestream để trò chuyện với khách hàng. Thậm chí bác sĩ, các bác sĩ ở ở thành phố Hồ Chí Minh, mình có thể yêu cầu các bác sĩ quay video.